Ơi dạ, cho em nộp hồ sơ ạ. Thưa anh, hôm nay là em đến đây để em nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí vệ sĩ và phó quản gia của gia đình nhà mình ạ. Cái gì? Nhìn bé tí này mà đòi làm vệ sĩ với quản gia á? Kinh nghiệm làm việc ở đâu chưa? Dạ, báo cáo anh ạ. Mặc dù là 5 năm vừa qua em chưa từng làm việc ở đâu cả, nhưng em đã có một khoảng thời gian tuyệt vời được trải nghiệm ở trong môi trường có kỷ luật thép đấy ạ. Có kỷ luật thép đấy ạ. Thép à? Có thể nói thêm với tôi về môi trường kỷ luật thép không? Dạ, ở nơi ấy, bọn em được thức dậy và đi ngủ cùng chung một khung giờ. Mỗi ngày, bọn em được rèn luyện về sức chịu đựng của bản thân. Bên cạnh đó, bọn em còn được học thêm những cái nghề thủ công mỹ nghệ. Rồi đôi khi bọn em còn nuôi cá, trồng rau, nuôi lợn để cải thiện bữa ăn cho toàn thể anh em ạ. Tốt đấy. Dạ, với những kinh nghiệm như thế, thì em có đầy đủ tự tin để mình có thể vào được cái vị trí phó quản gia và vệ sĩ cho gia đình ta. Thế 5 năm vừa rồi cậu đi nghĩa vụ à? Dạ, em đi tù ạ.